này, chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch các vị tiền nhân, tử nạn vì Pol Pot năm 1978. Kính bạch hương linh của các ngài, hôm nay chúng con đến nhà mộ để kính viếng ngài, xin thành tâm cầu nguyện cho các người được có phước đi đồ nhận ân điển hiện thực là và kính các ngài từ khi khổ độ cho chúng con cho tư tưởng hành thiện và nhân được may mắn sức khỏe được an lành những chi sự cảnh tiến tu đến ngày hôm qua đại hội. Nam mô A Di Đà Phật. Chủ trì là chủ trì là Nam mô A Di Đà Phật. Giờ tập chưa bên Ấn Độ cũng có cái một ca thức thần dẫn một đoàn kỹ năng thấy đến sư được đóng đức thật hay được đại đức thật thì quốc đại vốn là cái ngoài này thấy gì đó ông nói bạch Đức Thế Tôn ngài là thật ngài là thầy ba hỏi tại sao mình đi đại cái đức thật này ba lại đây ngày 16 đến 20 tháng 9 quay cái đơn lên mạng coi trực tiếp nhiều lên mạng.